Rồi, xin chào tất cả bà con nha. Hôm nay em sẽ quay giới thiệu cho bà con một chiếc Kia K3 nha. Thì hôm nay thì anh chủ cũng đang cần bán ha. Xe Kia K3 đời 2016 ha. Xe chuẩn tư nhân ha. Chính chủ nha, không có chạy dịch vụ hay taxi nha mọi người, xe còn rất là đẹp ha. Em sẽ quay tổng thành chi tiết chiếc xe để cho bà con cùng xem, cùng đánh giá chiếc xe nó còn như thế nào ha. Xe này thì chất lượng nó hoàn toàn còn tuyệt đối là như mới nha. Xe này thì nguyên bản là năm 2016 ha. Chủ bán với giá là 430 triệu nha mọi người. Mọi thông tin thì bà con liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại là 0988 454 318 ha. Xe em xin đảm bảo với mọi người là không có đâm đụng, không va quẹt nha, không ngập nước. Tổng thành chi tiết xe thì nói chung là xe còn nguyên bản ha. Tất cả các chi tiết xe thì hầu như là còn nguyên bản hết ha mọi người ha. Cho nên là bà con nào thật sự muốn sở hữu cái dòng xe này về để chạy gia đình thì rất là hợp luôn. Mình vừa chạy gia đình, mình vừa có thể kinh doanh dịch vụ tại nhà như là hợp đồng ha, rồi có thể là đưa rước cô dâu chú rể đồ ha. Xe rất là đẹp ha, form dáng xe này cực kỳ ngầu luôn ha mọi người ha. Mâm vỏ lớp đồ hầu như là còn đều đặn chiếc xe ha. Tổng thành chi tiết chiếc xe thì không có gì phải chê nha mọi người. Tổng quan chiếc xe thì từ ngoại thất đến nội thất ha, xe thì không có va quẹt, không đâm đụng gì hết ha. Mâm lớp thì nói chung vàng mâm lớp, bốn vỏ mâm lớp còn rất là đẹp ha. Xe thì tổng thành chi tiết chiếc xe thì sơn zin còn khoảng 90% ha. Xe không có đâm đụng nha mọi người. Không taxi, không dịch vụ ngày nào hết nha. Xe này thì nói thẳng ra là anh chủ này chỉ có đi mua bán đi giao dịch thôi, chứ không có đi hợp đồng hay là chạy khách ngày nào hết. Cho nên là chắc xe còn rất là đẹp ha. Keo chỉ xe là còn nguyên zin luôn ha, nguyên bản luôn ha. Rất là đều xe ha. Xe thì nội thất rất là sạch sẽ mọi người. Và anh chủ anh cũng rất là kỹ, có dán keo, dàn keo xung quanh xe ha. Táp lô, táp ly xe còn rất là đẹp ha. Không có bị trầy xước nhiều nè, không có bị ố vàng ha. Nội thất nói chung là rất là đẹp, rất là tươm tắt ha. Và đây là cái phần đinh bấm nha mọi người. Phần đinh bấm của xe thì nói chung là còn rất là đẹp, rất là sáng luôn ha. Nó không có một vết gọi là tháo ra và lắp ráp lại nha. Cho nên là xe nó hầu như là còn nguyên bản nha mọi người ơi. Xe nội thất màu kem ha, kem, nhìn chiếc xe nó rất là sang ha. Các tay nắm cửa thì đều mạ cà rơm hết rồi ha, cho nên nhìn chiếc xe nó rất là sáng ha. Nội thất rất là sạch sẽ nha mọi người. Đó, xung quanh thì cũng đã có dán keo hết rồi nha. Cho nên là phần chạy xước thì nói chung là có nhưng mà rất ít ha. Nói chung xe này nguyên vẹn hết hai mọi người ha. Nách nách keo chỉ thì còn nguyên luôn ha. Đinh tán đồ còn rất là sáng, sạch sẽ ha. Giá là 430 triệu nha mọi người, còn thương lượng với chủ nha. Cứ nhanh tay gọi điện cho em để có được cái giá tốt nhất cho mọi người nha. Táp lô, táp ly xe này thì không phải chê nha mọi người ơi. Táp lô, táp ly xe này rất là đẹp luôn ha. Không có dấu khoan đục của taxi, không có dấu của xe chạy dịch vụ nha mọi người. Tổng quan chiếc xe thì nói chung còn rất là đều, rất là đẹp xe ha. Mọi thông tin thì bà con cứ nhanh tay gọi điện cho em để sở hữu và có được cái giá tốt nhất cho mọi người ha. Xe thì tích hợp xi nhan trên rear gương nha mọi người. Có thêm là cái kính nhỏ này để mình quan sát tổng quan về phía sau ha. Phía sau đuôi ha. Đây. Và đây là phần tay lái nha mọi người. Hiện tại thì xe thì không có chìa khóa trên xe nè, cho nên là em sẽ quay hết về các ngoại thất và nội thất ha. Xe thì máy móc
khá là ok ha. Máy móc cam kết với mọi người là không có đụng chạm gì hết ha. Phần đinh bấm hay là nách cửa đồ còn nguyên bản hết nha mọi người. Sơn zin còn tới từ 90 đến 95% ha. Phần nách cửa còn rất là đẹp luôn. Nếu mà anh chị em bà con nào thực sự mà muốn sở hữu cái dòng 4 chỗ này ha, lựa chọn được những cái dòng xe mà nó gia đình ha, chuẩn gia đình á, không có dịch vụ, không có taxi á, này cũng có dán keo rồi nha mọi người, mở ra thì nói chung là rất là đẹp luôn ha, cùi số rồi ha, nói chung là xe còn đều liền lạc hết nha mọi người ha. Nếu mà anh chị em bà con nào thực sự muốn mua, nhanh tay gọi điện cho em nha mọi người, để có giá tốt nhất cho mọi người nha. Phần ghế này thì nói chung là ghế da ha, phần ghế da thì cái này nó cũng hơi chóc gần tí rồi, nhưng mà không sao, không có vấn đề gì nha mọi người. Đây, nói chung xe này thì liền lạc từ đầu đến đít. Anh chị em bà con nào thật sự muốn sở hữu chiếc xe này để hiểu rõ hơn thì đến xem xe ha. Đó, phần đinh tán, đinh bấm đồ còn rất là đều xe ha. Bà con nhớ ủng hộ em ha, nhớ đăng ký kênh, like và rung chuông để ủng hộ em và nhận được những video mới nhất nha mọi người. Rồi, em sẽ mở cái phần cốp sau đuôi xe cho mọi người cùng xem nha. Phần cốp sau nha. Đây ha. Đó, xe còn rất là đẹp luôn ha, nội thất rất là đẹp ha. Anh chị em nhớ đăng ký kênh nha, để nhận được những cái video mới nhất của em nha mọi người. Đó, đây là phần lớp sạc cua nha mọi người ơi. Còn đầy đủ hết tất cả nguyên bản theo xe ha. Xe thì nói chung là rất là đẹp luôn, không có gì phải chê ha. Rồi ha, em xin tổng chào tất cả bà con nha. Rồi, chúc bà con có một ngày làm việc thật là hiệu quả và thật nhiều sức khỏe nha.